Lời nói thẳng thắn của huấn luyện viên Park Hang-seo có khiến huấn luyện viên Chu Siê giật mình. Cựu huấn luyện viên người Hàn Quốc nhận được sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ bóng đá. Ông không chỉ giúp bóng đá Việt Nam cất cánh lên tầm châu lục mà còn từng để lại một phát biểu như chân lý về nghề cầm quân. Trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2022, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã phát biểu tuyển Indonesia đã có đẳng cấp ngang bằng so với Việt Nam. Đáp lại lời phát biểu của Shin Tae-yong, cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam nói: "Tôi nghĩ huấn luyện viên không nên nói suông, hãy chứng minh bằng kết quả. Tôi không quen đánh giá về đội khác nhưng thực sự Indonesia đã mạnh lên. Và tôi mong lời nói đó được chứng minh bằng kết quả. Nếu ngày mai tôi thua, tôi xin thừa nhận sòng phẳng. Nếu ngày mai tôi thắng thì đừng nói về điều này nữa." Huấn luyện viên Park Hang-seo kết luận rằng, đánh giá về tôi và đội tuyển Việt Nam, xin nhường quyền đó cho người hâm mộ nhận xét. Kết quả trên sân khi Việt Nam đánh bại đội bóng xứ Vạn Đảo với tỷ số 2-0 là đáp án rõ ràng nhất đến từ vị trí huấn luyện viên Park. Tính từ thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã tạo nên câu chuyện lịch sử là chưa bao giờ thua đội bóng nào ở Đông Nam Á. Và có một điều đáng học hỏi ở huấn luyện viên Park là khi dẫn dắt tuyển Việt Nam, ông không dùng mạng xã hội. Khi Đoàn Văn Hậu bị huấn luyện viên Shin Tae-yong tấn công trên mạng xã hội, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói, việc khiêu khích cầu thủ đội bạn trước trận đấu như thế là điều không nên. Tôi không theo dõi mạng xã hội nên không thể đánh giá. Hai điều quan trọng mà chúng ta nhận thấy và trân trọng từ huấn luyện viên Park đó là, thứ nhất không thể nói suông, tự nói tiến bộ mà phải chứng minh bằng kết quả, và thứ hai là huấn luyện viên tập trung tối đa thì không nên quan tâm đến mạng xã hội. Thế nhưng, cả hai điều đó lại trở thành điểm chưa được của nhà cầm quân người Pháp. Huấn luyện viên Chu Siê luôn nói rằng, đội tuyển Việt Nam thua trận nhưng tiến bộ hơn. Vị thuyền trưởng người Pháp cũng thường xuyên nhắc đến ý kiến của người hâm mộ trên mạng xã hội, thậm chí, có lúc ông cáu gắt hay phản ứng bằng các lập luận khó hiểu.